Go. Nay đoàn về thăm chùa Bái Đính. Ngôi chùa cổ. Hình như là một cái này là như tượng ta, không nhớ nữa. Mình đây chưa đi, đây chưa được phân nửa nữa đó. Một góc thôi, chưa được phân, chưa được một góc, một phần. À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.